Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng, chúng ta sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Tin từ Dubai cho biết là Hải quân của Hoa Kỳ đã gửi lực lượng đặc nhiệm tới tuần tra trên biển Hồng Hải giữa lúc mà cuộc chiến tại Yemen lại bùng phát. Bản tin từ Dubai cho biết là lực lượng hải quân của Hoa Kỳ trong ngày thứ Tư sẽ bắt đầu một cái lực lượng đặc nhiệm mới với các đồng minh ở khu vực để tuần tra bờ biển Hồng Hải sau khi có hàng loạt các cuộc tấn công từ nhóm Hồi giáo Houthi của Yemen vào khu vực biển này, gây khó khăn cho cái tình trạng gọi là di chuyển mậu dịch trên toàn cầu. Phó đề đốc Brad Cooper, người được đặc trách về vấn đề Trung Đông của đệ ngũ hạm đội, đã không cho biết rằng là thực ra họ đã không lên tiếng cho biết trực tiếp tên của nhóm Hồi giáo Houthi trong các cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông cho biết rằng là việc này hợp tác với lại tất cả các quốc gia đồng minh ở khu vực, đặc biệt là những quốc gia điều hành cái kênh đào Suez và một số những khu vực ở giữa khu vực Phi Châu và khu vực của bán đảo của Trung Đông để có thể tuần tra và giữ an ninh tại khu vực này. Trong đó thì chúng tôi đã thấy được có nhiều cái hành động đe dọa tới cái tuyến đường hàng hải dành cho vấn đề cung cấp dầu hỏa và năng lượng trên toàn cầu, ông Cooper cho biết. Và đây được xem là điều mà chúng tôi có thể làm và chúng tôi không thể làm một mình nếu mà chúng tôi không có những đối tác ở khu vực. Trong đó thì bản tin cho biết rằng là lực lượng hải quân và chỉ huy của lực lượng hải quân và kể cả thủy quân lục chiến đã hợp tác với lại phó đề đốc Cooper để tuần tra trên các khu vực ở tại khu vực biển Hồng Hải, bao gồm các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain, nơi mà lực lượng này cho biết rằng là họ sẽ bảo đảm tất cả những cái an ninh ở khu vực bờ biển Hồng Hải. Đây được xem là một trong những cái tuần tra mới sau khi mà lực lượng Hồi giáo Houthi đã liên tục tấn công và bắn những cái hỏa tiễn vào khu vực của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một số những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực trong cái cuộc chiến nội chiến tại Yemen. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất mà quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường cái sự tuần tra ở khu vực này. Trong khi đó, phía Nga lên tiếng cho biết rằng họ đã có 1.000 binh sĩ của Ukraine đã đầu hàng với họ. Bộ Quốc phòng Nga trong ngày thứ Tư cho biết 1.026 binh sĩ của Ukraine thuộc đơn vị thủy quân lục chiến và đơn vị 36, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng ở tại thành phố Mariupol. Mariupol đã bị lực lượng Nga tấn công trong vài tuần lễ qua và cuộc chiến đã bắt đầu gần như toàn diện kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tây tháng 2. Và khu vực biển Sea Azov hiện nay được xem là cái khu vực lớn nhất phía đông của Donbass và phía Moscow gọi là tập trung vào chiến dịch của họ, và nay họ đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực của Mariupol. Tại thị trấn Mariupol gần ở Inch và Aiden cũng như là Stewart thì kết quả là cả lực lượng Nga đã chiếm được khu vực này và người dân của Donetsk, Cộng hòa Donetsk và lực lượng dân quân tại đây đã bắt giữ được và có đến 1.026 binh sĩ của Ukraine thuộc đơn vị thủy quân lục chiến 36 đã tình nguyện bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Đó là một trong những cái văn thư mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra. Phía hãng thông tấn Reuters cho biết là họ vẫn chưa xác nhận độc lập được cái tin mà đầu hàng này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng của Ukraine lên tiếng cho biết là ông không có thông tin gì về việc mà là binh sĩ của Ukraine đầu hàng, giữa lúc mà phía của Ukraine vẫn tuyên bố đang có cuộc chiến đối với Nga ở phía đông của Ukraine. Và trong ngày thứ Hai thì trên cái lực lượng thủy quân lục chiến trang Facebook của họ của Ukraine cho biết là họ đang chuẩn bị cho một cái cuộc trận chiến cuối cùng ở Mariupol và sẽ chấm dứt bằng một cái cuộc tử thủ khi mà lực lượng của họ đã không còn đạn dược. Đây là một cái thông báo của phía Ukraine đưa ra. Hôm nay chúng tôi gần như là đã đi vào cái trận chiến cuối cùng mà trong đó chúng tôi đã không đủ đạn dược và chúng tôi sẽ tử thủ tại đây. Đó là một trong những cái thông báo mà lực lượng thủy quân lục chiến đã bỏ trên Facebook vào ngày thứ Hai. Tuy nhiên, các viên chức Ukraine vẫn chưa cho biết là họ biết thông tin vì gì trên 1.000 binh sĩ của Ukraine đã đầu hàng với lực lượng Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình chiến sự ở tại thành phố Mariupol. Cùng một lượt thì cuộc chiến của Putin đã khiến cho khoảng hàng chục ngàn người Nga đã phải rời khỏi quốc gia của họ vì muốn tránh lệnh cấm vận.
Tin từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số lượng lớn người Nga đã bắt đầu có những cái đã tập tụ tập ở tại một cái sân ca nhạc ở tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây. Một thông điệp rất rõ ràng đã gửi tới cho thế giới đều nghe: không có chiến tranh. Đó là lời phát biểu của một ca sĩ nhạc rap có tên là Oxymiron, đã đứng trước đám đông và lên tiếng cho biết như trên. Oxymiron đã có một cái buổi trình diễn nhạc tại Istanbul, và trong đó thì họ cho biết rằng là họ đã có rất nhiều những người Nga tràn tới khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ, băng qua vùng biển Hắc Hải, và ở đây đang có khoảng một số những người Nga đã đi lánh nạn và không có muốn bị dính vào cuộc chiến của ông Vladimir Putin. Và trong cuộc show nhạc này đã quy tụ gần cả chục ngàn người, và có khoảng 15.000 người Nga đã bị bắt giữ kể từ khi mà Nga khởi động cuộc chiến tại Ukraine, và 15.000 người này là phản đối cuộc chiến của ông Putin. Ngay sau đó thì ông Putin đã có những cái sắc luật gọi là trừng phạt nghiêm khắc với những ai phản đối cuộc chiến mà ông ta đã gây ra tại Ukraine. Và bây giờ thì gần như những người Nga đã e ngại sự trừng phạt của ông Putin, một phần là những người mà họ không muốn có cuộc chiến ở tại Ukraine, họ đã tìm cách đi lánh nạn ở những quốc gia khác, đặc biệt là tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà gần ở khu vực biển Georgia, và người Nga đã đào thoát qua Thổ Nhĩ Kỳ bằng cái hướng biển của Hắc Hải và vùng Georgia. Ở đây cho thấy rằng là phía của Nga đã không thể kiểm soát được chính người dân của họ đi đào thoát, bởi vì tránh cái lệnh cấm vận từ phía của Tây Phương nhắm vào Nga. Ông Putin đã được mô tả là một tội phạm chiến tranh, và trong ngày hôm qua thì ông Joe Biden đã lên tiếng gọi Putin là một kẻ diệt chủng đối với lại cuộc chiến của ông ta xâm lăng tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và Ukraine. Cùng một lượt thì Nga đã bắt đầu thành lập một cái chính phủ bù nhìn ở những khu vực mà họ đã kiểm soát phía nam của Ukraine. Bản tin mới nhất từ ở phía nam của Ukraine thì lực lượng Nga đã bắt đầu thành lập một chính phủ bù nhìn, công cụ của chính quyền Nga, ở ít nhất là hai thành phố của phía nam, đó là thành phố Enhoda nằm dọc theo bờ sông Dnieper, và cùng với lại cái thị trấn khu vực có tên gọi là Zaporizhia, nằm ở khu vực gần ở phía nam và gần ở Donetsk, theo tường trình của phía gọi là những lực lượng ly khai trung thành với Nga. Sau khi chiếm được khu vực này thì một nhóm những nhân vật ly khai của Ukraine đã đứng ra thành lập một cái chính phủ lâm thời tại đây, và chính phủ lâm thời này được xem là một công cụ của chính quyền Nga. Sau khi mà được chọn, tức là được bầu cử, Severnik đã được chọn là một trong những nhân vật gọi là thị trưởng của thành phố này, và đây được xem là một trong những cái hành động mới mà khối Tây Phương đã dự đoán là Nga sẽ thành lập chính phủ bù nhìn ở các thành phố mà họ chiếm được để mà có thể kiểm soát toàn bộ thành phố. Và việc này diễn ra giữa lúc mà thành phố Mariupol trong ngày hôm nay dường như đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Và Nga đã từng tuyên bố họ đã có trên 1.000 binh sĩ Ukraine buông súng đầu hàng sau khi mà có cái cuộc chiến đối đầu với họ ở tại thành phố Mariupol. Cùng một lượt thì một số những khu vực phía nam của Ukraine và gần khu vực ở Donetsk thì cũng đã có một số thị trấn đã bị Nga kiểm soát, và tại đây Nga cũng đang rục rịch thành lập những chính phủ bù nhìn thông qua cái lực lượng ly khai ở tại Donetsk và Luhansk. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của chiến sự Nga và Ukraine ngày hôm nay. Cùng một lượt thì trong ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng có 40.000 người Ukraine mỗi một ngày đã rời khỏi quốc gia này để đi lánh nạn. Tuy nhiên, tình trạng mà buôn người cũng bắt đầu diễn ra. Trên 40.000 người Ukraine đã đi lánh nạn trong vòng 24 giờ qua, theo tường trình của Liên Hiệp Quốc đưa ra ngày thứ Tư, và cảnh báo rằng các kẻ buôn người đang tìm cách gọi là chiêu dụ các trẻ em và phụ nữ trong đường dây buôn người để đưa người ra khỏi Ukraine. Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết là 4.656.509 người Ukraine đã rời khỏi Nga kể từ khi mà có cuộc chiến bắt đầu từ ngày 24 Tây. Và riêng trong cái ngày thứ Ba và 24 giờ qua là 40.679 người đã rời khỏi Ukraine. Hầu hết là phụ nữ và trẻ em chiếm 90%. Những người đàn ông 18-60 vẫn tiếp tục theo lời kêu gọi và gia nhập quân đội. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine là cuộc khủng hoảng mà chúng ta cần phải giải quyết để bảo vệ cho tất cả phụ nữ và trẻ em. Người đứng đầu phụ tá của cơ quan cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là Gillen Trish đã lên tiếng cho biết như trên.
Gần như là 2 phần 3 trẻ em của Ukraine đã bị buộc phải rời khỏi ngôi nhà của họ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Và trong đó thì phía Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo rằng đã bắt đầu xuất hiện những cái đường dây buôn người để đưa người rời khỏi Ukraine và đi lánh nạn ở những quốc gia lân bang, và con số này có thể tăng cao hơn, và nhiều phụ nữ trẻ em đã bị rơi vào cái vòng của những kẻ buôn người ở tại khu vực biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay. Trong khi đó thì lệnh cấm vận mới của Hoa Kỳ có thể buộc Nga tập trung vào kinh tế nhiều hơn là chiến tranh. Đó là lời nhận định của một số những viên chức Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ có những cái cấm vận mới nhắm vào Nga và Tổng thống Vladimir Putin, và buộc ông ta phải tập trung vào vấn đề kinh tế và cứu vãn nền kinh tế của Nga thay vì tập trung vào cuộc chiến. Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng đặc trách về Tài chánh của Hoa Kỳ là Wally Adeyemo, một trong những phối trí viên của Hoa Kỳ trong việc ban lệnh cấm vận Nga và chiến lược cấm vận đối với Nga đưa ra ngày thứ ba. Lệnh cấm vận này sẽ nhắm vào tất cả cái nguồn cung cấp nguyên liệu cho Nga, bao gồm luôn việc mà ngăn chặn Nga có thể tiếp tục phát triển và xuất cảng dầu hỏa của họ ra bên ngoài. Phía Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã có hàng loạt các cái vụ cấm vận nhắm vào trừng phạt kinh tế của Nga để buộc Nga rút quân ra khỏi Ukraine. Tuy nhiên, phía của Putin vẫn tiếp tục duy trì hai cái nguồn kinh tế quan trọng của họ là khí đốt, dầu khí và lương thực. Trong khi đó thì Tòa Bạch Ốc cho biết GDP của Nga đã bị rớt thê thảm trong năm nay, và vấn đề lạm phát ít nhất là lên tới 15%, và điều này sẽ là một cái lực cản rất lớn đối với lại ông Vladimir Putin, và họ sẽ tập trung buộc ông Putin phải quay trở về lo cho vấn đề kinh tế của Nga thay vì tập trung vào cuộc chiến nhắm vào Ukraine. Trong khi đó thì các lãnh đạo của vùng Baltic đã bất ngờ có mặt tại Ukraine để ủng hộ cho quốc gia này. Tổng thống của ít nhất là 4 quốc gia có đường biên giới với Belarus, với Nga và với Ukraine đã có mặt ở tại Kiev để mà bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với lại cuộc chiến mà người Ukraine chống lại sự xâm lăng của Nga. Các tổng thống của Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đã có mặt và ở tại thủ đô Kiev ngày hôm nay để có một cuộc nói chuyện trực tiếp với lại tổng thống của Ukraine là ông Zelensky. Trong đó hầu hết những quốc gia này, vốn ngày xưa 3 quốc gia là từng nằm trong cựu Liên bang Xô Viết là Latvia, Lithuania và Estonia, hiện nay thì các quốc gia vùng Baltic cho biết họ có thể trở thành mục tiêu kế tiếp trong cái cuộc chiến lược quân sự của Nga. Và các quốc gia này tổng cộng có khoảng 6 triệu người so với 44 triệu người tại Ukraine, và các quốc gia vùng Baltic nói rằng họ khác ở Ukraine ở chỗ bởi vì họ là thành viên trong liên minh NATO, và các lãnh đạo của NATO đã đưa ra một cái lập trường rõ ràng sẽ bảo vệ cho bất kỳ một thành viên nào của NATO. Tổng thống của Estonia là Alakaris đã bỏ tấm hình lên trên mạng xã hội, trong đó thì các lãnh đạo đã đi tới Kiev bằng chiếc xe lửa. Những gì mà chúng tôi đến được thành phố Kiev và chúng tôi thấy được sự tổn thương khi mà Nga thực hiện cuộc chiến tại đây. Đây là lần mới nhất mà tôi viếng thăm, và chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ cho cái cuộc chiến của người Ukraine. Đây được xem là một trong những cái hành động mạnh mẽ nhất của các quốc gia nằm trong thành viên của NATO đã có mặt ở tại Kiev và gặp gỡ với ông Zelensky một cách trực tiếp để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của chiến sự của Ukraine. Trong khi đó thì Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo các quốc gia nào mà muốn phá hủy cái lệnh cấm vận đối với Nga sẽ bị trừng phạt. Những quốc gia nào tìm cách gọi là tránh né hoặc là tránh né lên án Nga xâm lăng Ukraine và có những cái hành động gọi là hỗ trợ cho Nga để tránh lệnh cấm vận của khối Tây Phương sẽ bị trừng phạt nặng nề bởi phía Hoa Kỳ. Đó là lời khẳng định của bà Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Janet Yellen đã đưa ra ngày thứ Tư. Hoa Kỳ và các đối tác sẽ không có cái sự khác biệt trong cái hành động nhắm vào những quốc gia nào mà hỗ trợ cho Vladimir Putin trong cuộc xâm lăng này. Và cái cuộc cấm vận này sẽ được mở rộng sau khi mà bà lên tiếng phát biểu trong một cái tổ chức chiến lược gọi là Atlantic Council. Bà lên tiếng cho biết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một cái lằn ranh đỏ giữa thế giới tự do và thế giới độc tài toàn trị. Và trong đó bất kỳ một quốc gia nào mà hỗ trợ hoặc là cố tình vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và Tây Phương đều sẽ bị trừng phạt nặng nề bởi phía Hoa Kỳ. Trong đó bà lên tiếng đe dọa là các quốc gia nào
đã bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết ở Liên Hiệp Quốc trong việc lên án Nga trong cái vấn đề diệt chủng và đặc biệt là ở tại thành phố Pusha, thì có thể sẽ đối diện với tất cả những cái lệnh cấm vận và trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và các đối tác và đồng minh sau khi mà bà lên tiếng và nói rằng chúng tôi sẽ làm tất cả mọi việc để buộc Putin phải chấm dứt cuộc chiến vô lý này, và kể cả việc mà trừng phạt những quốc gia nào ủng hộ cho Nga và phản đối cái nghị quyết tại Liên Hiệp Quốc. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của Hoa Kỳ nhằm nhắm vào tất cả những quốc gia đối tác và có thể là đồng minh của Nga, có thể sẽ là mục tiêu cấm vận kế tiếp và trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và khối Tây Phương sau khi mà áp dụng hàng loạt các lệnh cấm vận đối với Nga. Và giờ đây, họ có thể mở rộng lệnh cấm vận nhắm vào những quốc gia đối tác và những quốc gia đồng minh của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nga ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, bản tin thời sự được xem là hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Nhật Bản và Hoa Kỳ đã khởi động một cuộc tập trận lớn ở bán đảo Triều Tiên, giữa lúc đang có lo ngại là phía Bắc Hàn vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình thử nghiệm vũ khí của họ. Hoa Kỳ và Nhật Bản, các chiến thuyền của họ bao gồm luôn cả chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ là Abraham Lincoln và một cái đội hộ tống hạm của Hoa Kỳ đã chính thức bước vào trong một cái cuộc tập trận hải quân lớn nhất của Nhật Bản và của Hoa Kỳ ở gần bán đảo Triều Tiên, lần đầu tiên trong 5 năm, diễn ra giữa lúc mà liên minh quân sự này đang đề phòng cái việc mà Bắc Hàn đang bắt đầu gây căng thẳng bằng các vụ thử vũ khí của họ. Bản tin mới nhất cho biết là đệ thất hạm đội của Hoa Kỳ và lực lượng hàng hải tự vệ của Nhật Bản trong ngày thứ Tư đã thực hiện cuộc tập trận ở trên vùng biển của Nhật Bản vào ngày thứ Ba và ngày thứ Tư. Và đây là lần đầu tiên hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã tham gia cuộc tập trận này kể từ năm 2017 và dường như là để đối phó và kềm chế đối với sự khiêu khích của Bắc Hàn. Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng lên tiếng cảnh báo rằng Bắc Hàn có thể sẽ có thêm những cái cuộc thử nghiệm vũ khí của họ ở trong tuần lễ này, giữa lúc mà Bình Nhưỡng đang đánh dấu cái ngày sinh nhật của ông Kim Nhật Thành, người sáng lập nhà nước Cộng sản Bắc Hàn, và căng thẳng đã gia tăng kể từ khi mà Hoa Kỳ đã có các cuộc tập trận với các đồng minh của Nam Hàn. Nhật Bản cũng đã gia tăng các cuộc tập trận của họ với lại đồng minh Hoa Kỳ là được xem là thân cận nhất của Nhật Bản, giữa lúc mà các đối tác trong khu vực đang lo ngại về việc Bắc Kinh đang tăng cường mạng lưới quân sự của họ ở các khu vực vùng biển. Người đứng đầu Bộ Nội các của Nhật Bản là ông Hirokazu Masuno nói với các thông tín viên rằng cuộc tập trận này là tăng cường tất cả cái hợp tác về quân sự giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, đồng thời cũng sẽ không có nhắm vào một quốc gia đặc biệt nào. Chúng tôi phải vẫn gia tăng việc mà tăng cường mà cái mạng lưới quốc phòng để bảo đảm về cái an ninh ổn định ở khu vực. Và đây là cuộc hợp tác của Nhật Bản và của Hoa Kỳ, gần như là để bảo vệ cho cái lãnh thổ của chúng tôi. Chi tiết cuộc tập trận này đã được công bố bởi Bộ Quốc phòng của Nhật Bản khi mà tình trạng cho phép được công bố. Đó là lời phát biểu của phía Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết. Trong khi đó thì lực lượng gọi là thủy quân lục chiến quốc và tự vệ của Nhật Bản cho biết là họ có các cái chiếc khu trục hạm gồm có JS Congo và JS Inazuma và các cái chiếc chiến đấu cơ của Nhật Bản là F2 tức là F2 đã cùng với lại chiếc Abraham Lincoln là chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và cái các cái nhóm hộ tống hạm của Hoa Kỳ đã hợp tác để thực hiện các kịch bản nhằm gia tăng cái liên lạc đồng minh giữa Hoa Kỳ và của Nhật Bản để kiềm chế tất cả những hành động khiêu khích trong khu vực. Điều mà quan trọng nhất là cuộc tập trận này mang ý nghĩa là khẳng định hòa bình và ổn định ở khu vực. Đó là một trong những cái báo cáo mới nhất của phía lực lượng hàng hải của Nhật Bản. Trong khi đó thì các viên chức của lực lượng tự vệ quốc phòng của Nhật Bản đã không cho biết là cái vị trí thực sự của họ tập trận ngay nơi nào, và chỉ thông báo cho các ngư phủ biết và yêu cầu các ngư phủ không công bố ra bên ngoài về cái vị trí tập trận của họ. Căng thẳng diễn ra giữa lúc mà phía Bắc Hàn đã tiếp tục có những cuộc thử nghiệm về vũ khí của họ trong năm nay, bao gồm luôn việc thử nghiệm loại hỏa tiễn ICBM, tức là hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia, được xem là lần đầu tiên Bắc Hàn đã thử nghiệm trong vòng 4 năm qua. Các chuyên gia cho rằng thời gian gần đây Bắc Hàn đã có thử nghiệm các cái hỏa tiễn của họ nhằm có thể thúc đẩy sự chú ý của cộng đồng quốc tế, và Bắc Hàn dường như đã không muốn dừng lại và vẫn tiếp tục các cuộc thử nghiệm, và có thể vào từ đây tới cuối tuần sẽ có một cuộc thử nghiệm về vũ khí mới của phía Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Đông Á, tức là khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Trong khi đó, từ Nam Hàn,
tân tổng thống của Nam Hàn là ông Yoon đã chọn một cựu lập pháp làm một bộ trưởng của ngoại giao và bộ trưởng bộ thống nhất của Nam Hàn. Bản tin mới nhất từ Seoul cho biết là tân tổng thống của Nam Hàn đã bắt đầu cái tiến trình gọi là thành lập nội các của ông. Trong đó thì ông Yoon Suk-yeol đã chọn một cố vấn thân cận của ông là Park Jin trở thành ngoại trưởng của Nam Hàn, và trong đó và một số những nhân vật khác sẽ được loan báo tên tuổi trong ngày hôm nay ở trong nội các của ông. Và ông đang đối diện với sự thách thức từ phía mà Bắc Hàn đang có những cái cuộc thử nghiệm các vũ khí của họ, bao gồm cả hỏa tiễn đạn đạo. Trong khi đó thì phía Bình Nhưỡng, trước khi mà ông Yoon thắng cử thì Bình Nhưỡng đã có một cái cuộc hàng loạt các cái cuộc thử vũ khí. Dường như các cuộc thử vũ khí này là nhằm uy hiếp tới khối cử tri của Nam Hàn, nhưng kết quả thì ông Yoon vẫn thắng, và ông Yoon là một người có cái chính sách cứng rắn với phía Bắc Hàn. Trong tổng cộng 8 vị trí bộ trưởng đã được đề cử bởi ông Yoon, thì trong đó ông sẽ chính thức nhận chức vào ngày 10 tây tháng 5, tức là một tháng bắt đầu từ bây giờ. Trong khi đó thì phía của Nam Hàn cho biết rằng là họ đang quan sát rất cẩn thận các biến chuyển từ phía Bắc Hàn, mà theo đó thì phía Nam Hàn nói rằng họ e ngại phía Bắc Hàn sẽ tiếp tục có những cuộc thử nghiệm vũ khí nhằm đe dọa tới cái nền chính trị vừa mới thay đổi tại Nam Hàn. Trong lần này thì ông Jun cho biết ông sẽ thúc đẩy cái mối quan hệ gần gũi hơn với Washington và tách rời khỏi Trung Quốc, đồng thời là sẽ làm việc với phía Nhật Bản để tăng cường cái mạng lưới quân sự ở khu vực nhằm bảo đảm an ninh ở khu vực và hòa bình ổn định ở khu vực. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới, trong đó có thể thay đổi rất nhiều những cái tình hình chính trị ở khu vực Đông Bắc Á, và dường như là phái bảo thủ của Nam Hàn có một cái chính sách cứng rắn hơn đối với Cộng sản Trung Quốc, và đồng thời là tuyên bố ông ta sẽ sẵn sàng đối đầu bằng quân sự đối với Bắc Hàn nếu cần thiết. Đây được xem là một trong những cái sự thay đổi lớn ở tại khu vực của Đông Bắc Á. Và liên quan tới Đông Nam Á, Thái Lan đã tìm cách tránh né sau khi mà phía Đức từ chối không cung cấp cái nguồn động cơ máy khi mà Thái Lan đặt mua tìm Thủy Đỉnh từ phía Trung Quốc. Thái Lan, chính quyền Thái Lan cho biết họ sẽ tìm kiếm những đề nghị khác sau khi cái dự tính là sẽ đặt hàng tìm Thủy Đỉnh từ Trung Quốc đã bị thất bại, tiếp theo sau khi mà việc Đức đã từ chối cung cấp cái nguồn động cơ cho họ, phía lực lượng hải quân của Thái Lan cho biết. Và việc xây dựng này đã bị ngưng lại sau khi mà công ty China Shipbuilding của Trung Quốc và Offshore International Corporation, một công ty do nhà nước Cộng sản Trung Quốc làm chủ, chuyên phát triển các cái tìm Thủy Đỉnh, đã không thể đạt được thỏa thuận khi mà German, tức là phía Đức, từ chối không cung cấp các cái động cơ máy chạy bằng dầu diesel. Và lãnh đạo của Hải quân Thái Lan là đề đốc có tên là Tao Resat Sirisawat cho biết trong ngày 8 tây tháng 4 là họ sẽ giải quyết vấn đề này, và Thái Lan có thể sẽ mua lại một số những cái tàu ngầm cũ của Trung Quốc thay vì là xây dựng cái tìm Thủy Đỉnh mới. Phía lực lượng hải quân đang duyệt xét một trong những cái bản kế hoạch đầu tiên là chúng tôi sẽ phải chọn những cái đề nghị khác sau khi phía Đức đã từ chối không cung cấp cái động cơ chạy bằng dầu diesel. Phía Trung Quốc là cái công ty sản xuất về tìm Thủy Đỉnh và tàu chiến, tuy nhiên thì họ vẫn phải nhập những cái động cơ từ Đức, từ Hoa Kỳ và từ một số quốc gia khác để xây dựng cái tìm Thủy Đỉnh của họ. Và trong đó thì phía Thái Lan đã từng đặt hàng vào năm ngoái là sẽ đặt Trung Quốc chế tạo tìm Thủy Đỉnh cho họ. Tuy nhiên giữa đường thì cái hiệp ước này đã bị ngưng lại sau khi phía Đức tuyên bố là họ sẽ không cung cấp bất kỳ một cái động cơ nào cho cái dự án này của phía Thái Lan. Về đây thì phía Thái Lan cho biết họ sẽ phải mua lại những cái tìm Thủy Đỉnh cũ của Trung Quốc để có thể có được cái option, tức là có một cái chọn lựa khác sau khi mà phía Đức từ chối. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Đông Nam Á ngày hôm nay. Và liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, Đài Loan đã bắt đầu có những hành động cứng rắn với Trung Quốc sau khi mà họ tăng cường cái mạng lưới quân sự ở trên một cái đảo do họ kiểm soát có tên gọi là Đông Dinh, nằm giữa Đài Loan và tỉnh Phúc Kiến. Và việc này có thể sẽ là một hành động khiến cho Bắc Kinh có thể có những hành động mạnh mẽ hơn với Đài Loan. Các chuyên gia của Đài Loan cho biết là lực lượng quân sự của Đài Loan đã tăng cường cái mạng lưới quân sự của họ trên một cái đảo nhỏ nằm đối diện với tỉnh Phúc Kiến, nơi mà Đài Loan kiểm soát, và trong đó họ sẽ tăng cường thêm các binh sĩ trú đóng tại đây. Dự tính này là nằm ở trên đảo Đông Dinh,
nơi mà được xem là nằm rất gần gũi với tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, và trong đó thì tuy nhiên vẫn do phía Đài Loan kiểm soát, và Đài Loan nói rằng họ sẽ bắt đầu có những cái chiến thuyền và tăng cường cái lực lượng trú đóng ở trên đảo Đông Dương, nơi vẫn thường xuyên bị đe dọa bởi mạng lưới lực lượng quân sự của PLA tại đây. Khu vực này được xem là nằm cách cái khu vực của đảo Phúc Kiến chỉ có 30 dặm mà thôi, tức là cái tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, thềm lục địa của Trung Quốc 30 dặm và thôi. Và trong đó thì lực lượng PLA vẫn thường xuyên có những cái xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, và nơi đây là nơi được xem là con mắt của Đài Loan để quan sát tất cả những cái hoạt động quân sự ở thềm lục địa của Trung Quốc. Và giờ đây e ngại rằng đảo này có thể sẽ bị Trung Quốc đánh chiếm một cách bất ngờ. Đài Loan đã tăng cường rất nhiều mạng lưới quân sự của họ ở tại đảo này, và lực lượng thủy quân lục chiến của Đài Loan đã được tăng cường ở đảo này, tương tự như là ở phần khu vực đảo Đông Sa nằm ở gần ở khu vực Quảng Đông. Hai khu vực phía Bắc và phía Nam của Đài Loan đều đã được tăng cường cái mạng lưới quân sự nhằm đề phòng Trung Quốc sẽ bất ngờ tấn công đánh chiếm một số những vị trí này trong lúc mà Nga đang có cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là một cái chuyển hóa quân sự mới mà Đài Loan đang e ngại rằng Tập Cận Bình có thể sẽ mở một cuộc chiến tấn công vào bất kỳ một vị trí nào do phía Đài Loan kiểm soát trong thời gian từ đây tới cuối năm. Đây được xem là một trong những cái đề phòng mới nhất của Đài Loan nhắm vào phía Trung Quốc. Cùng một lượt thì các chuyên gia đã ca ngợi Đài Loan đang có cái hợp tác về quân sự đối với lại phía của Hoa Kỳ, và trong đó bao gồm luôn việc mà có những cái hợp tác liên quan tới vấn đề phi quân sự giữa các đối tác Hoa Kỳ để mà có thể có thêm những cái khả năng về kỹ thuật quốc phòng. Sự trao đổi này đã diễn ra sau khi mà Bộ Ngoại giao Đài Loan loan báo rằng là một trong những công ty mà gọi là non-commissioned officer, tức là những viên chức quân sự của Hoa Kỳ về dân sự mà không có trực tiếp tham gia vào các cái hoạt động tác chiến đã có cuộc hợp tác với lại các cái lực lượng dân sự trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. Việc này bao gồm việc thúc đẩy các cái hợp tác về kỹ thuật, bao gồm chống lại cái sự xâm lăng của không gian mạng cũng như là các kỹ thuật mới và bảo vệ cho hệ thống kỹ thuật của Đài Loan trước sự đe dọa đánh cắp của phía Trung Quốc, đồng thời là sẽ hỗ trợ cho Đài Loan nghiên cứu thêm về các cái vũ khí quốc phòng. Ở đây là một trong những cái toán làm việc dân sự của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trực tiếp hợp tác với lại Bộ Dân sự của Bộ Quốc phòng của Đài Loan để đưa ra những cái chiến lược này, và tin tức này đã được đưa ra và được ca ngợi bởi phía của Bộ Ngoại giao, cho rằng việc thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi về quân sự với Hoa Kỳ là một điều cần thiết trong lúc mà Trung Quốc đang tiếp tục đe dọa đối với là mặt đảo quốc Đài Loan. Trong đó thì phía của Bộ Quốc phòng cũng đã ra điều trần trước cái nghị viện của Đài Loan, và trong đó kêu gọi phía nghị viện của Đài Loan trong cái tài khoá ngân sách của năm tới cần phải tăng cường thêm cái ngân sách dành cho việc nghiên cứu về dân sự trong Bộ Quốc phòng, bao gồm cả kỹ thuật, không gian và kể cả chất bán dẫn để hỗ trợ cho ngành quốc phòng của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng là công ty Tech Taipei đã lên tiếng kêu gọi là sẽ thiết lập một cái hệ thống chung với Đài Loan và Hoa Kỳ trong việc mà chiêu mộ các nhân tài về ngành kỹ thuật nhằm đối phó với việc Trung Quốc đang tung tiền và tìm cách chiêu mộ những nhân tài của Đài Loan qua làm việc cho Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết nhà sáng lập của công ty Tech Taipei có tên là Jason Su, một cựu thành viên lập pháp của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, tức là đảng đối lập của Đài Loan, và cố vấn đặc trách về chính sách kỹ thuật đã lên tiếng kêu gọi gia tăng cái sự trao đổi về nhân tài giữa Đài Loan và Hoa Kỳ trong cái kỹ nghệ về chất bán dẫn, tức là semiconductor. Trong một cái bài báo được đăng ở trên cái tờ báo của Brookings Institute, ông Su đã thảo luận về việc mà cả toàn cầu cần phải có một cái khung làm việc chung trong việc mà bảo đảm tất cả những cái nguồn sản xuất, nghiên cứu cũng như là các cái nguyên liệu về chất bán dẫn trên toàn cầu. Trong đó ông thúc đẩy việc mà sẽ hợp tác với lại phía Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà trao đổi nhân tài giữa đôi bên để nghiên cứu và bảo vệ cũng như là ngăn chặn những cái trò đánh cắp của phía Trung Quốc trong việc mà đang tìm cách đánh cắp tất cả những kỹ thuật của chất bán dẫn. Trước đó thì chính quyền của Joe Biden đã chi ra một số tiền khá lớn để mà nghiên cứu về chất bán dẫn tại Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả số tiền 25 tỷ Mỹ Kim mà phía của Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua
trong đó là sẽ hỗ trợ cho việc sản xuất chất bán dẫn tại Hoa Kỳ, hợp tác với Đài Loan để mà bảo vệ cái công thức của chất bán dẫn này ở tại Hoa Kỳ. Và Đài Loan trước đó thì hai công ty đầu hàng đầu của Đài Loan là TSMC và Foxconn đã chính thức chuyển cái headquarter, tức là cái tổng đàn nghiên cứu của họ, tức là cái phòng lab headquarter của cái laboratory của Đài Loan về tại Arizona và tại Wisconsin để bảo đảm rằng các công thức này không bị đánh cắp hay không bị tiết lộ ra cho phía Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái hợp tác mới nhất của Đài Loan với Hoa Kỳ nhằm khẳng định về cái tư thế của Đài Loan trong vấn đề gọi là đang dẫn đầu trên thế giới trong việc mà sản xuất chất bán dẫn, tức là semiconductor và chip điện tử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và trước khi bước qua phần đọc comment và thảo luận, Phong vẫn đưa cái thông báo về cuộc diễn hành văn hóa lần thứ 37 diễn ra tại New York ngày 11 tây tháng 6 năm nay, sau 2 năm bị đình trệ bởi đại dịch. Thì bây giờ cái diễn hành văn hóa này vốn là một cái diễn hành văn hóa truyền thống mà Liên Hiệp Quốc đã đứng ra tổ chức từ nhiều năm trước đây, và nó vẫn được tiếp diễn trong vòng những năm qua ngoại trừ 2 năm đại dịch. Năm nay đã quay trở lại và cộng đồng người Việt đã có mặt ngay từ cái buổi đầu tiên của Liên Hiệp Quốc khi tổ chức cái diễn hành văn hóa này và liên tục trong mấy chục năm nay. Thì bây giờ thì sẽ được tái tổ chức trở lại, và một cái thông báo của ban tổ chức là quý vị nào muốn tham dự, muốn đóng góp, muốn bảo trợ thì liên lạc trực tiếp với lại số điện thoại trên màn hình là Thu Tara Trần Nguyễn qua số điện thoại trên. Cô là một trong hai người đứng đầu của cái tổ chức của cái giải của cái diễn hành văn hóa năm nay của cộng đồng người Việt chung với lại các cộng đồng khác và các quốc gia khác tại New York. Đây là một trong những cái cuộc diễn hành văn hóa lớn của trước đây là do các nhà tài trợ của Liên Hiệp Quốc đã bảo trợ cho cái diễn hành văn hóa này và nó trở thành truyền thống trong suốt 37 năm qua. Ok quý vị, đó là cái bản thông báo của Phong. Hy vọng rằng quý vị sẽ liên lạc trực tiếp với cộng đồng người Việt ở trên New York. Ngày 11 tây tháng 6 sẽ là cái ngày diễn hành văn hóa truyền thống ở tại New York. Rồi bây giờ chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận nha. Rồi lướt qua những cái lời chào hỏi lúc đầu của quý vị và đi thẳng vào cái comment của quý vị. Chuẩn bị để Tam Thế Chiến sắp bùng nổ. Thì ai cũng dự đoán nếu NATO cứng rắn với Nga thì có thể bùng nổ đại tam thế chiến. Nhưng cho tới giờ phút này thì NATO vẫn chưa có cái lập trường đó nha. Rồi. Wow, Đài Loan đã phát hành cẩm nang sinh tồn thời chiến cho người dân rồi đó. Chắc nhà nước đã biết nên mới làm như vậy. Thì hôm qua tôi đã đưa tin này, tức là cái cuốn này là Survival Handbook. Nó gọi là Survival Handbook, tức là làm cách nào để sống trong cái thời giai đoạn chiến tranh. Trong đó có những cái hướng dẫn cho người Đài Loan làm sao tránh được bom đạn ở những cái hầm trú ẩn, làm sao di tản một cách an toàn, và cái phương thức để mà dự trữ nguồn nước, thực phẩm và các cái phương tiện khác, cũng như là những cái hệ thống liên lạc như thế nào để duy trì sự liên lạc lúc mà bị tấn công. Thì đây là toàn bộ cái handbook, tức là một cái cuốn sách, cái cuốn cẩm nang sách tay thì Đài Loan đã phát hành, và trong đó thì họ sẽ phân phối miễn phí cho tất cả người dân. Có nghĩa là Đài Loan đang chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho bất kỳ một cuộc xâm lăng hay tấn công nào từ phía Bắc Kinh nha. Rồi tiếp tục. Wow. Cuộc tập trận này có hai ý nghĩa: ngăn ngừa China đánh úp Đài Loan và để cho China thấy sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Chưa biết được, nhưng mà hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã tiến vào bờ biển Nhật Bản ngày hôm qua, và ngay khi tiến vào đã thực hiện ngay cuộc tập trận này. Và cuộc tập trận này nó phải diễn ra trước khi Bắc Hàn có cuộc thử nghiệm vũ khí vào cuối tuần này. Thì cuộc tập trận này tôi nghĩ là khá quan trọng. Đó là cái thông điệp gửi ra cho các phía từ phía Bắc Hàn. Tại vì cuộc tập trận này nằm trên bờ biển Nhật Bản, nhưng nó lại gần gũi với lại cái khu vực biển của bán đảo Triều Tiên. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi nghĩ rằng cuộc tập trận này cũng mang tính chất răn đe đối với Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì Cộng sản Trung Quốc trong thời gian gần đây đã tăng cường rất nhiều cái lực lượng tàu hải giám của họ ở tại khu vực Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Thì quý vị có thể rằng là nó là một cái thông điệp gửi cho phía Bắc Kinh luôn. Thì tuy nhiên thì hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln cùng với cái đoàn hộ tống hạm, trong đó toàn là những chiếc hạm có chứa các cái đầu đạn hỏa tiễn để có thể tác chiến ngay lập tức. Và quý vị nên nhớ Abraham Lincoln là hàng không mẫu hạm nguyên tử. Do đó lần này là mang tính chất răn đe rất cao đó quý vị nha. Rồi tiếp tục.
Wow. Rồi lướt qua những cái lời chào hỏi. Đài Loan dự cảm Trung Quốc sẽ xâm lăng nên tập huấn diễn tập chiến tranh, nên Hoa Kỳ và Nhật Bản tập trận để nắm nắm Bắc gân Bắc Hàn và cảnh cáo Trung Cộng nếu xâm lược Đài Loan. Tôi nghĩ rằng càng tới giờ phút này thì Tập Cận Bình đang nằm trên lò lửa. Bởi vì ông ta phải có hành động cụ thể với đảo quốc Đài Loan trước khi có cuộc bầu bạn. Do đó, tôi nghĩ rằng Đài Loan càng tăng cường cái mạng lưới quân sự và kể cả cuộc tập trận ngày hôm qua hôm kia ở ngay tại cái bờ biển Hoa Liên. Hoa Liên thì không có nằm trực tiếp với lại phía Trung Quốc, nằm ở phía đông. Nhưng mà cuộc tập trận này là cuộc tập trận gần như là huy động các chiến đấu cơ của Đài Loan. Và đây được xem là một trong những cái chuẩn bị sẵn sàng, và Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan nằm trong tình trạng báo động, mặc dù họ không thông báo. Nhưng các cuộc tập trận này cho thấy rằng là Bắc Kinh họ nắm được những cái tin tức từ nội bộ của Trung Quốc, có nghĩa là cuộc cái áp lực đối với Tập Cận Bình càng lúc càng nặng, đặc biệt là cuộc chiến tại Ukraine đã áp lực Tập Cận Bình càng lúc càng nặng. Do đó, Hoa Kỳ trên danh nghĩa là tập trận với lại phía của Nhật Bản để răn đe Bắc Hàn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái hậu ý của Bắc Kinh và hậu ý của Washington vẫn nhắm vào Bắc Kinh, tức là sự hiện diện của hàng không mẫu hạm này có cái ý nghĩa đối với lại việc mà Bắc Kinh đang có lăm le đối với phía của Đài Loan. Đặc biệt là trước đó ngày thứ hai, quý vị còn nhớ tôi có làm cái Houston nhật ký, là tờ South China Morning Post đã đưa ra cái việc mà gọi là cắt bỏ nguồn cung cấp nguyên liệu cho Đài Loan, năng lượng cho Đài Loan từ Trung Hoa lục địa và phong tỏa biển Đài Loan. Thì đây là một trong những cái sáng kiến, tôi không biết là của cái viện chiến lược quân sự ở Trung Quốc là cái viện chiến lược quân sự nào, nhưng mà tờ South China Morning Post đã tiếp tay đăng cái bài này ra, là báo hiệu cho thấy là Tập Cận Bình có thể sử dụng những cái phương pháp khác để mà tấn công Đài, thay vì tấn công trực tiếp vào Đài Loan để phong tỏa Đài Loan. Thì đó là một trong những cái bài báo mà tôi đã có là cái Houston nhật ký đã phân tích cho quý vị rồi. Và chiều ngày hôm nay có thể tôi sẽ phân tích tới cái phần của cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nhật Bản mang ý nghĩa như thế nào đối với lại cái cuộc tập trận đang diễn ra ở tại khu vực ở khu vực ở phía bờ biển Nhật Bản nha. Rồi cuối cùng họ cũng làm về việc cấm vận những nước giúp Nga lách luật, Việt Nam sẽ khổ. Dạ, ngày hôm nay là bà Janet Yellen đã lên tiếng là Hoa Kỳ sẽ có thể trừng phạt những quốc gia nào mà đã bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết lên án Nga về cái hành động thảm sát người dân Ukraine ở Pucha. Thì quý vị, trong đó có 24 quốc gia bỏ phiếu chống, bao gồm luôn cả Cộng sản Việt Nam. Ok, 58 quốc gia bỏ phiếu trắng và 93 quốc gia bỏ phiếu thuận. Thì quý vị, 24 quốc gia này có thể sẽ là một trong những cái mục tiêu kế tiếp mà phía Hoa Kỳ có thể sẽ đưa ra lệnh trừng phạt đối với họ. Thì chưa biết được, cái này là cái lời ca nó là cảnh báo của bà Janet Yellen thôi, Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ. Rồi, Trung Quốc có thể đánh luật hỗ trợ vũ khí cho Nga bằng cách tặng Belarus hay Iran, rồi cuối cùng những nước này tặng lại cho Nga không anh? Dạ, thì những nước này có quyền tặng lại, nhưng nên nhớ họ sẽ nằm trong cái danh sách đó luôn, và Hoa Kỳ sẽ truy ra nguồn gốc của số vũ khí đó và sự hỗ trợ đó luôn. Hoa Kỳ truy ra thì Hoa Kỳ vẫn kết luận cuối cùng thì cái đó vẫn tới tay của Nga thì họ vẫn trừng phạt như thường. Đừng nghĩ rằng đi lách qua những quốc gia thứ ba thứ tư là tránh né được, tại vì bây giờ nó soi đèn kỹ lắm, nó soi đèn cái nguồn gốc từ đâu ra luôn nha. Rồi, wow, ok, nếu như cấm vận Nga thì EU là nhất là Pháp, Đức có chịu không, do cấm vận toàn diện, cấm luôn cả năng lượng rồi cấm luôn cả những nước chuyển tiếp cho Nga không dám cấm vận thì trả được gì? Thật sự thì cái trò này là cái trò tôi đã nói quý vị, đám Âu Châu vẫn chạy vòng vòng, họ không dám đi vào tâm điểm, bởi vì cái tâm điểm đó họ đang lệ thuộc của Nga. Và điều này đám người dân Âu Châu đã nhìn ra cái chính sách suy nhược của họ, lệ thuộc vào Nga quá nhiều. Và bây giờ chính ngày hôm qua OPEC nói no, chúng tôi không có quốc gia nào có đủ khả năng thay thế là từ 7 triệu cho tới 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày của Nga. OPEC đã khẳng định như vậy rồi, có nghĩa là đám Âu Châu phải tính lại bài toán của họ. Bài toán đầu tiên của họ là sẽ thúc đẩy và áp lực khối OPEC tăng cường sản lượng để họ nhập cảng nhiều hơn và giảm đi sự nhập cảng từ phía Nga. Nhưng bây giờ OPEC đã tuyên bố như vậy rồi,
thì coi như đám Âu Châu hết đường rồi. Đám Âu Châu hết đường rồi. Bây giờ chỉ còn hai cách. Thứ nhất là phải thỏa hiệp với Nga. Thứ hai, nếu muốn cứng rắn thì phải áp lực lại Joe Biden. Tại vì trên thế giới bây giờ tôi đã nói quý vị, duy nhất chỉ có Hoa Kỳ là có khả năng trong vài vài năm tới thay thế được vị trí của Nga, cung cấp cái nguồn năng lượng cho những quốc gia Âu Châu. Chỉ duy nhất có Hoa Kỳ mà thôi. Các quốc gia OPEC ngày hôm qua, tổng thư ký của Liên minh OPEC đã khẳng định, chúng tôi không có một quốc gia nào trong 22 quốc gia nằm trong cái khối OPEC đủ khả năng có được cái số lượng 7 triệu thùng cho tới 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày để cung cấp cho thế giới. Họ đã khẳng định như vậy thì có nghĩa là, một là Âu Châu phải tiếp tục lệ thuộc năng lượng của Nga. Còn hai là phải áp lực Joe Biden mở lại tất cả và khai thác tất cả những cái vùng đất năng lượng của Hoa Kỳ. Trong đó ống dẫn dầu Keystone Pipeline và các cái khu vực biển ở phía vùng vịnh Mexico sẽ được khai thác dầu hỏa trở lại. Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm không cho khai thác vùng đất và lãnh hải của liên bang để khai thác về năng lượng fossil. Thì bây giờ họ phải áp lực, nếu như không thì họ không đủ năng lượng. Bởi vì cái nguồn khí đốt là một cái nguồn năng lượng quan trọng nhất của Âu Châu. Nguồn năng lượng quan trọng nhất của Âu Châu, nếu không có khí đốt là toàn bộ cái nền kinh tế của Âu Châu có thể sụp đổ. Do đó quý vị, tôi đã nói rồi, bây giờ đám Âu Châu gặm gân gà rồi. Bây giờ cứng rắn với Nga thì không đủ sức, mà mềm dẻo với Nga thì tiếp tục lệ thuộc. Đây là cái bài bài học cho họ. Ông Trump đã cảnh báo năm 2018 khi ông bay qua bên Brussels gặp gỡ với lại các đồng minh trong NATO. Ông đã cảnh báo Đức, Pháp, Ý là các anh lệ thuộc năng lượng vào Nga thì các anh sẽ phải trả giá, trong khi Hoa Kỳ là đối là đồng minh của các anh không nhập cản năng lượng từ Hoa Kỳ. Bà Angela Merkel lúc đó còn còn bước ra khỏi phòng mà bà ta phủi tay ra luôn, bà ta không muốn nói chuyện luôn. Rồi bây giờ sao quý vị? Ông Trump đúng hay sai? Ông Trump đúng hay sai khi mà ông đã thúc đẩy đồng minh mua năng lượng của Hoa Kỳ? Quý vị thấy rõ ràng đó, đám Âu Châu kỳ này là tôi nói quý vị banh xác. Ngày hôm qua Hoa Kỳ báo cáo là lạm phát của Hoa Kỳ đã lên tới 8.5%. Chính quyền của Joe Biden thì đổ hết trách nhiệm lên đầu của Nga. Còn Âu Châu thì sao quý vị? Âu Châu ngày hôm qua bản báo cáo nước Đức lạm phát lần đầu tiên lớn nhất trong 40 năm. Lạm phát tại Đức đã cao nhất trong 40 năm rồi, từ năm 1981 tới bây giờ. Thì quý vị, lạm phát Hoa Kỳ hứng chịu, Âu Châu cũng sẽ hứng chịu. Nhưng mà Hoa Kỳ có đầy đủ phương tiện để khắc phục lạm phát. Âu Châu không có. Âu Châu không có phương tiện để khắc phục lạm phát. Joe Biden ngày nay tuyên bố sẽ làm tất cả trong quyền lực của ông ta để giảm giá xăng. Thì quý vị, cuối cùng cũng phải đi tới cái mức là cho phép khai thác lại. Tại vì cái nguồn năng lượng trên thế giới bây giờ đã khan hiếm. OPEC thì không tăng sản lượng. Nếu tiếp tục duy trì như vậy tới cuối năm, quý vị biết chuyện gì xảy ra? Tất cả các nền kinh tế trên thế giới đều rơi vào khủng hoảng và một số nền kinh tế sẽ bị đổ, sẽ bị vỡ nợ hoàn toàn. Một số nền kinh tế sẽ bị vỡ nợ hoàn toàn. Và tất cả đều bước vào khủng hoảng nếu không giải quyết bài toán năng lượng trước mắt. Bây giờ còn bung được cái quỹ dự trữ ra. Khi mà xài hết quỹ dự trữ thì sao? Quý vị, cuối cùng quý vị, chúng ta vẫn phải hiểu rõ, cuộc chiến này cho thấy cuối cùng là gì quý vị? Cái bản chất thật sự của cuộc chiến này là năng lượng. Rồi bây giờ chúng ta nhờ cuộc chiến này chúng ta mới thấy cái đám Âu Châu lệ thuộc năng lượng của Nga như thế nào. Trước đó thì chỉ nói sơ sơ, nói tổng quát, chúng ta không biết được. Còn bây giờ từng con số, từng chi tiết, từng số tiền, 35 tỷ euro từ đầu năm tới bây giờ, euro đã nhập cảng, Âu Châu đã nhập cảng từ phía của Nga. Trong khi đó tài trợ cho Ukraine vũ khí thì chỉ có 1 tỷ euro.
tức là cái tiền mà họ chung cho nước Nga gấp 35 lần mà tiền họ tài trợ cho Ukraine. Thì quý vị thấy rồi đó, tôi đã nói quý vị, Âu Châu kỳ này là phải trả giá rất đắt nha. Rồi tiếp tục, nếu ông Trump làm chủ tịch Hạ viện, đàn hạ thành công, ông lên làm tổng thống 24 rồi tiếp tục tranh cử, cuối cùng lãnh đạo được 6 năm, nằm mơ, sẽ không có chuyện đó xảy ra, bởi vì tổng thống Trump đã tuyên bố, cựu tổng thống Trump đã tuyên bố, ông không làm chủ tịch Hạ viện, không vào quốc hội. Đó là lời tuyên bố một cách dứt khoát của ông rồi nha. Rồi tiếp tục, càng ngày Trung Cộng càng cứ tới cái cuộc bầu cử trong nước mà Hoa Kỳ và đồng minh càng siết chặt cô lập Trung Cộng nên tập nôn nóng xâm lược Đài Loan để lấy lại tư thế chỗ đứng trong nước. Thì tôi nói với quý vị là ông ta đã có lời cam kết hồi tháng 12 khi mà ông ta đạt được cái thỏa thuận với Bộ Chính trị là ông ta sẽ chứng minh rằng ông ta sẽ gọi là thống nhất Đài Loan. Thì cái điều này là cái lời cam kết duy nhất mà ông ta đã đưa ra để mà thuyết phục cái đám giáo điều bảo thủ trong đảng để ủng hộ cho ông ta tiếp tục nhiệm kỳ kế tiếp. Thì vì từ đây cho tới ngày bầu bán, ông ta phải chứng minh điều đó. Nếu như không thì cái đám giới bảo thủ nó sẽ xù. Nó xù lời hứa và có thể chọn nhân vật khác lên lãnh đạo Trung Quốc. Thì bây giờ Tập Cận Bình đang ở cái thế gọi là không còn thời gian nhiều nha. Rồi tiếp tục. Wow. Chúc mừng Việt Cộng được rơi vào cái gọi là nhầm nhà quốc gia ủng hộ trừng phạt Hoa Kỳ chưa? Bây giờ bà Janet Yellen mới lên tiếng thôi, chưa chính thức trở thành một cái chưa chính thức trở thành một cái lệnh đưa ra, nhưng mà nó sẽ báo hiệu cho các quốc gia khác từ từ phải tránh dần ảnh hưởng của Trung Quốc của Nga, tức là tránh associate với Nga nha. Tổng thống Đức bị ông tổng thống Zelensky từ chối gặp mặt, nhục lắm. Ngày hôm nay là ông Zelensky từ chối không gặp mặt Tổng thống Đức. Thì quý vị đã biết là ngay từ đầu trong cuộc chiến này bùng nổ, tôi đã nói với quý vị, nguồn gốc cuộc chiến này là nguyên do là Đức và Pháp. Hai quốc gia này đã liên tục phản đối không cho Ukraine gia nhập vào Liên minh NATO để thỏa mãn cái đòi hỏi của Nga. Nhưng kết quả, Nga vẫn tấn công Ukraine. Rồi trước đó, Đức đã từng ngăn cấm Estonia không được cung cấp vũ khí do Đức sản xuất cho Ukraine, khiến Estonia phải dùng vũ khí của Hoa Kỳ để tài trợ cho Ukraine. Sau này bị áp lực của đồng minh, Đức mới tài trợ một số vũ khí trong tinh thần gọi là rất gượng gạo. Thì quý vị, tôi đã nói rồi, lần này Đức rơi vào cơn lạm phát cao nhất trong 40 năm, cộng thêm sự đe dọa cắt bỏ dầu khí và khí đốt của Nga. Tại vì Nga buộc Đức là một trong những quốc gia Nga có xem là thiếu thân thiện, phải trả tiền bằng đồng rúp và cho họ thời hạn là tới hết cuối tháng 5, 31 tây tháng 5. Thì chúng ta chờ từ đây tới 31 tây tháng 5, nếu như Đức vẫn duy trì không trả bằng đồng rúp, Nga có dám cắt cái ống dẫn khí đốt với Đức hay không? Và nếu cắt ống dẫn khí đốt đối với Đức thì chuyện gì xảy ra? Giữa lúc lạm phát cao và các công ty của Đức nói rằng nếu như cắt ống dẫn khí đốt là họ phá sản ngay. Cái này càng áp lực Olaf Scholz sẽ tìm đủ mọi cách thỏa thuận với Nga. Sẽ tìm mọi cách gọi là thỏa hiệp với Nga. Và do đó tại sao Zelensky từ chối không gặp Tổng thống Đức? Tại vì Zelensky biết rõ quốc gia nào nằm trong Liên minh NATO phản đối gay gắt nhất việc Ukraine gia nhập NATO. Quý vị, cái cục diện này chúng ta thấy được rồi. Đám Âu Châu bây giờ trả giá nha. Rồi tiếp tục. Một khi cuộc chiến giữa NATO với Nga xảy ra thì cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng xảy ra một lần, để tam thế chiến không thể tránh khỏi. Chuẩn bị Á Châu và Âu Châu sản xuất vũ khí có đủ khả năng sản xuất bây giờ hay không? Nếu bây giờ sản xuất có đủ kịp hay không? Người ta sản xuất từ mấy năm nay, người ta đầy hết tất cả các cái kho chứa rồi. Chứ không phải bây giờ, đợi tới bây giờ mới đi sản xuất vũ khí. Ok. Thứ nhất, thứ hai là tôi nói là tình hình ở Âu Châu nó sẽ còn nhiều biến chuyển. Và Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine. Tôi đã nói rồi. Cho tới khi ông ta được bảo đảm toàn bộ cái an ninh và quyền hành.
an ninh của nước Nga và quyền hành của cá nhân ông ta. Thì lúc đó ông ta mới dừng cuộc chiến lại. Còn nếu không, ông ta vẫn mở rộng cuộc chiến. Và đừng quên là ngày hôm qua quý vị, một cái điều rất là tức cười, Trung Quốc bán hỏa tiễn cho Serbia, tức là một đồng minh của Nga đó, mà họ chở cái hỏa tiễn, cái chiếc máy bay mà chở những hỏa tiễn đó lại đáp vào ít nhất hai quốc gia nằm trong liên minh NATO để chuyển tới Serbia. Quý vị thấy có tức cười không? NATO tiếp tay cho Trung Quốc bán vũ khí cho Serbia. Và cái quốc gia mà được đáp xuống chính là Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria, trước khi mà các chiếc máy bay đó đáp xuống phi trường của Serbia. Quý vị có thấy nó một cái điều gọi là tức cười của NATO chưa? Miệng thì vẫn coi Serbia là phải lưu ý về vấn đề gọi là an ninh ở khu vực, nhưng mặt khác chính thành viên của NATO đã cho phép sử dụng căn cứ không quân của mình làm cái bãi đáp cho các cái tàu chở, các cái chiếc máy bay chở hỏa tiễn của Trung Quốc. Một điều rất nghịch lý. Quý vị nghe nhìn những cái tin đó, quý vị thấy điều gì xảy ra? 30 quốc gia thành viên của NATO, mỗi người chơi một kiểu. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Lạm phát 8.5 năm là do chính sách Joe Biden thì nền kinh tế Mỹ suy yếu. Joe Biden không xứng đáng làm thêm một nhiệm kỳ tổng thống và dẫn dắt dân Mỹ. Bây giờ toàn bộ cái hệ thống của đảng Dân Chủ đều đưa Putin lên làm cái nguyên nhân. Tất cả đều đổ lên đầu của Putin hết. Trong khi Putin khởi đầu cuộc chiến là 24 tháng 2. Và lạm phát Hoa Kỳ đã bắt đầu bùng phát từ tháng 5 năm ngoái. Giá xăng cũng đã tăng lên từ năm ngoái. Bây giờ tất cả đổ lên đầu của Putin. Các bạn thấy có được thuyết phục hay không? Quý vị thấy được thuyết phục hay không? Tôi thấy rõ ràng là cái plan game của ông Joe Biden đã không thuyết phục được dân Mỹ. Quy trách nhiệm cho các hãng dầu cũng không xong. Rồi bây giờ quy trách nhiệm cho Vladimir Putin cũng không xong. Rồi ngày hôm nay tuyên bố sẽ làm tất cả quyền lực để đưa giá xăng xuống. Quyền lực nào? Khui hết tất cả ống dẫn khí đốt ra. Hay là bắt các hãng dầu phải sản xuất 24/24 và phải bán giá thấp. Hay là cuối cùng sẽ phải đi tới cái quyết định là khui lại tất cả các cái quỹ dự trữ dầu. Cho phép khai thác chứ. Các cái dầu thô và dầu đá phiến. Tức là ông ta vẫn chưa đi hết, ông ta vẫn không chạy vòng vòng. Trong khi bây giờ nếu mà bương ra cái sách lược cho phép khai thác dầu đá phiến và khai thác lại dầu fossil, thì quý vị, chuyện gì xảy ra? Liệu ông ta ngồi yên hay không? Hay Obama sẽ giật sập luôn cái ghế tổng thống của ông ta? Tại vì đó là cái mặt mũi của Obama và cái ID của Obama để lại. Là cấm ống dẫn dầu Keystone. Obama đã cấm từ 2014. Tới khi ông Trump lên, ông cho mở lại và ông cho xây dựng hết. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Joe Biden đang bị thao túng bởi Obama. Cho nên ông ta vẫn không đưa ra cái quyết định rút lại cái lệnh cấm mà ông ta ký ngày đầu tiên lên làm tổng thống. Thì điều này dân Mỹ sẽ trả giá. Ok. Rồi tiếp tục. Chính phủ Mỹ công nhận Đài Loan độc lập, quân đội Mỹ có tập trận chung với quân đội Đài Loan để răn đe Trung Quốc ở bờ biển này không? Trên nguyên tắc, nếu như Hoa Kỳ thừa nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập, thì không những tập trận chung mà Hoa Kỳ có thể chính danh thuê mướn một cái khu đảo của Đài Loan để đặt căn cứ quân sự của mình luôn. Chứ đừng nói tới tập trận. Tương tự như là căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Okinawa, tương tự như căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Incheon, Nam Hàn. Thì Hoa Kỳ sẽ có thêm cái căn cứ quân sự ở ngay trên đảo quốc Đài Loan luôn. Chứ đừng nói là tập trận nữa. Nếu Hoa Kỳ xác nhận Đài Loan là một đảo quốc độc lập, chính thức ban giao, thì lúc đó quý vị sẽ có quân đội Hoa Kỳ trú đóng ngay trên lãnh thổ Đài Loan luôn. Nha. Rồi tiếp tục. Wow. Xâm phạm Nga là xâm phạm Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Cuba. Dạ, đúng. Nhưng mà bây giờ để coi các quốc gia này sẽ làm cái gì nha.
Trung Quốc đang âm thầm chuyển vũ khí cho Putin đấy, Mỹ NATO phải chặn ngay lúc này. Âm thầm chuyển bằng cách nào? Tại sao không chuyển trực tiếp qua Nội Mông đi tới nước Nga mà phải chuyển vòng qua bên Serbia vậy? Nghe cái này có nghịch lý không? Trung Quốc là nước có đường biên giới trực tiếp với Nga, nếu họ muốn chuyển vũ khí cho Nga họ đâu cần phải đi vòng chứ. Họ đâu cần phải đi vòng chứ. Họ có biên giới trực tiếp với lại Nga ở cái chợ Hắc Long Giang mà. Còn nếu mà muốn đi shortcut hơn nữa, băng ngang qua lãnh thổ Mông Cổ thì làm gì nhau? Cần chi phải đi bọc qua tới Serbia đi ngược lại nước Nga? Nói ra một cái là thấy không có hiểu rõ cái bản đồ nằm ở đâu rồi nha. Ok. Rồi tiếp tục. Có điều gì xảy ra ở Mỹ mà Obama ghé thăm Nhà Trắng vậy không? Thứ nhất, tôi không biết Nhà Trắng ông ta ghé ở đâu. Ông ta có ghé Tòa Bạch Ốc. Thứ nhất là để đánh dấu cái kỷ niệm Obamacare của ông ta trên danh nghĩa. Và thứ hai là ông ta muốn củng cố cái quyết định của Joe Biden là duy trì không mở lại ống dẫn dầu Keystone Pipeline. Đó là mục tiêu của ông ta tới Tòa Bạch Ốc. Còn tôi chả biết cái Nhà Trắng quý vị nói ở đâu cả. Ok. Rồi. Thủ tướng Phần Lan có phản hồi gì trước sự đe dọa của Nga gia nhập NATO không anh? Chả có phản hồi gì cả. Phần Lan họ làm chuyện của họ, họ không sợ. Xưa nay Phần Lan, tức là Finland đó, họ đứng ở trung lập. Nhưng sự diều hâu của Nga đã khiến cho họ phải thay đổi quyết định này. Thì bây giờ họ gia nhập là NATO đó, thì Nga lại phải đối diện. Tại vì Phần Lan là quốc gia có đường lãnh hải, có đường lãnh thổ chung với Nga, có biên giới với Nga. Xưa nay họ đã giữ thái độ trung lập, nhưng thái độ diều hâu của Nga đã làm họ mất đi cái phần trung lập rồi. Thì chính Putin là kẻ đẩy tới cái cục diện này. Ông ta làm gì được? Nếu ông ta không xâm lăng Ukraine, Phần Lan vẫn giữ thái độ trung lập. Còn ông ta đã xâm lăng Ukraine thì làm cách nào cản trở ông ta không xâm lăng Phần Lan ở trên cái khu vực phía bắc của nước Nga. Do đó Phần Lan phải bảo đảm cái an ninh của mình. Có điều là Phần Lan là một quốc gia có cái nền dân chủ và có cái giá trị gọi là cao. Tức là họ là một quốc gia ít tham nhũng. Cho nên đó, nếu mà họ mà gật đầu á, họ gia nhập NATO trong vòng tuần lễ. So với Ukraine mấy năm trời. Nha. Rồi tiếp tục. Nếu Hoa Kỳ muốn đặt căn cứ ở Đài Loan, sao Hoa Kỳ không công nhận Đài Loan độc lập hay không? Chưa, đang trên lộ trình. Tôi đã nói quý vị, đập vỡ một căn nhà để xây một căn nhà mới, nó mất thời gian. Không phải chỉ cái phần ở trên của căn nhà mà còn cái phần foundation ở dưới cái căn nhà nữa. Thì Hoa Kỳ đã hủy bỏ ban giao với Đài Loan từ năm 1979, thiết lập ban giao với Trung Quốc. Bây giờ 40 năm sau, thay đổi quan điểm và thấy rõ rằng là cái nguy hiểm của Trung Quốc, thì họ bắt đầu chuyển đổi. Thì phải có thời gian. Và họ đang dọn cái lộ trình, chúng ta đã thấy rõ, họ đang dọn cái lộ trình để thừa nhận lại Đài Loan. Chứ đâu phải là nói câu trước câu sau là làm liền. Họ phải làm tất cả mọi việc, rút từ từ tất cả những tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi Trung Quốc, tách rời khỏi Trung Quốc rồi mới thừa nhận Đài Loan. Cái lộ trình này nó cần phải có thời gian chứ nha, chứ đâu phải là không muốn đâu. Ok. Rồi, nếu chiến tranh thế giới thứ ba thì ở đâu an toàn nhất chú Phong? Chỗ an toàn nhất chính là chỗ nhà của quý vị. Tại vì không có chỗ nào an toàn hơn cái nhà của mình hết. Vấn đề là mình làm cách nào bảo vệ cho khu vực của mình không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Chứ bây giờ có đi lánh nạn chỗ nào thì nó cũng bom nó cũng tới được hết nha. Rồi, Tiệp và Slovakia chuyển vũ khí cho Ukraine trả đũa năm 1968. Thật ra Cộng hòa Czech và Slovakia là hai quốc gia ngay từ đầu đã hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Họ là những quốc gia tiên phong luôn. Bây giờ họ tăng cường cái vũ khí hạng nặng cho Ukraine thôi. Sau khi có lời yêu cầu của Zelensky, thì Zelensky yêu cầu có những vũ khí hạng nặng, hệ thống phòng không và chiến đấu cơ. Thì bây giờ bên phía của Slovakia đã viện trợ cái dàn hỏa tiễn phòng không S-300 cho phía của Ukraine rồi. Thì bây giờ chúng ta chờ xem coi đám Tây Âu làm được cái gì. Ngoài trừ bỏ tiền ra ngoài làm được cái gì. Những quốc gia ở Đông Âu nằm trong NATO thì rất cứng rắn và họ bày tỏ cái sự đoàn kết rất rõ ràng với Ukraine.
Nhưng mà còn những quốc gia ở Tây Âu thì sao? Pháp, Đức, Ý tôi đó, họ thì sao? Còn bây giờ các quốc gia ở dọc theo cái khu vực phía đông của Âu Châu á, họ rất đoàn kết, tại vì chính họ sẽ là nạn nhân kế tiếp của Nga. Do đó họ cần đoàn kết với Ukraine. Slovakia cũng nằm ở khu vực này. Thì bây giờ tôi đang chờ xem đám Tây Âu sẽ làm gì nha. Ok. Rồi. Ok. À. Wow. À. Cái biên hòa lạng tài nhớ. Ok. À, Putin sợ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ ảnh hưởng đường biên giới cho giáp Nga. NATO đưa quân đội đồn trú ở Phần Lan và Thụy Điển để sát sườn Nga. Dạ. Nếu như cả hai quốc gia này đồng ý gia nhập liên minh NATO thì chắc chắn lực lượng của Hoa Kỳ và NATO sẽ có mặt ở đây. Là do chính lỗi Putin, sự xâm lăng của Ukraine đã làm cho Phần Lan bất an. Tại vì họ không biết ngày nào họ trở thành mục tiêu kế tiếp của Putin. Cho nên bắt buộc họ phải chuyển đổi từ một cái quan niệm là quốc gia trung lập. Bây giờ họ đã tuyên bố họ trung lập rồi mà vẫn bị đe dọa, thì bây giờ chẳng thà họ gia nhập NATO để có sự bảo đảm. Thì đó là chính Putin đã thúc đẩy Phần Lan và Thụy Điển là như vậy. Ok, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Thiêu tin nhật ký và tin Hoa Kỳ, tin Việt Nam cũng như tin cập nhật trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.